Chào các bác nhé. Chào các bác đang theo dõi kênh YouTube của shop online Tân Ánh nhé. Shop tôi có bán cái mẫu lều ngụy trang cho anh em đi các cung, đi bẫy gà này. Nhưng một số các bác mua về còn sử dụng còn chưa thành thạo. Hôm nay tôi xin giới thiệu hướng dẫn các bác cái cách mở, cái cách quấn cái lều này một cách chi tiết nhất nhá. Các bác xem kênh, xem video thì vui lòng đăng ký ủng hộ kênh nhá. Đây đây cái nào tròn này, nào tròn đạn bung. Nó được ở trong cái túi này nhá, đường kính là 40 cm. Các bác mở khóa ra. Lấy nó ra. Ở phía trong này là còn bốn cái cọc sắt để cắm vào bốn góc nhá. Các bác thả tay ra ấy, là cái nào này sẽ bung thành cái nào. Nhưng mà cái này là cái khung thép này. Các bác thả tay ra, các bác thả nhẹ thôi. Thì đảm bảo nó không có gây ra tiếng ồn. Là con bổ ấy không có sợ nhá. Mà cái nào nó được nhẹ nhàng, nó được bền. Tại vì khung sắt mà nó bung ra mạnh quá thì nó sẽ làm dạng cái mấu chỉ nhá. Rồi. Cái nào này là có ba cửa sổ, các bác lưu ý. Trước khi vén chéo ra, các bác cứ mở cửa sổ phía sau này ra. Để cho nó lọt không khí vào trong thì nó sẽ tròn cái nào nhanh lên. Đây các bác vén ra này, mở ra này. Đó, mở hình chữ V. Mở cửa sổ nó ra. Các mở cửa sổ ra. Rồi, các bác cầm cái góc này kéo góc này ra. Đó, kéo góc này ra. Kéo góc này ra nhé. Rồi. Các bác kéo đúng ra này. Rồi, không khí nó vào. Đấy, làm là sẽ tròn lên nhé. Đây cái cửa làm này là có ba cửa sổ này. Hai bên cửa sổ đều có viền khóa. Các bác muốn mở quan sát các bác kéo một nửa thôi. Khi các bác đi săn bẫy các bác kéo một nửa. Xong các bác gập một nửa đây. Nó vừa đảm bảo cái yếu tố ngụy trang lại vừa đẹp. Mở trong quan sát ra thì rất chi là rõ ràng mà thoáng, không có bị bí. Đây. Cái nào này là cửa sổ nó rộng hơn, nó sẽ thoáng hơn, bác ngồi trong nó sẽ mát hơn. Cái nào này là số đo là rộng 1m nhá, chiều cao là 1m2. Màu thì chỉ có một màu duy nhất như này. Cửa chính này nhá, cửa chính thì sẽ có hai khóa hai bên. Đây mỗi bên một khóa. Được. Khi các bác vào trong này các bác kéo khóa vào thì các bác kéo mỗi bên một nửa này. Có bên một nửa kéo ở dưới, có lọc nhau ở dưới nhé. Nào này nào ba cửa sổ các bác nhé, hai cửa sổ hai bên sườn, một cửa sổ phía sau. Rồi ta vén hai lên này quan sát nhé. Đây, mở cửa chính ra này. Đây các bác nhìn này, ba cửa sổ hai bên sườn này. Hai bên sườn, một phía sau, ba cửa sổ nhé. Rộng là 1m, là rất là thoải mái nhá. Cái đấy là cái cách mở. Bây giờ tôi thấy các bác kéo rồi nhá. Các bác kéo cửa chính vào thôi. Còn cửa sổ các bác cứ để nguyên đi, để nguyên cửa sổ nhá. Các bác gập chéo vào này, ấn góc này vào, ấn một góc bất kỳ nhá. Nói chung là góc nào cũng được. Các bác ấn nó vào. Đây, các bác xem lại thành hình mỏng như này rồi. Cái này là cao, các bác vén ở dưới này. Đó, xem mọi người. Bác quay ngược lại. Cái trên này có gì bác ấn hết xuống gọn trong rồi nhé. À, các bác ấn vào gọn vào trong cái khung này. Rồi. Thế bây giờ sẽ là cái cách gập nhé. Các bác chống cái đầu mũi nhỏ xuống dưới. Chống mũi nhỏ xuống dưới này. Chân bác hơi để đây. Bác hơi kéo nó cong xuống như này. Các bác nhìn thấy nào, hơi kéo cong xuống này. Tay phải này. Đây tay trái này. Tay phải các bác cầm ở đây, các bác ấn xuống dưới. Các bác nhìn này. Các bác xem đây thế không? Đây, tay phải như này. Đây tay phải ấn vào đây này. Rồi. Rồi sẽ thành một vòng tròn nhá. Nó vào được. Đây các bác nhìn này. Ấn xuống này. Tay phải cuốn lên vòng tròn này. Rồi. Đấy. Rồi sẽ thành vòng tròn nhá. Các bác cứ cuốn lựa làm sao thành hình tròn thôi. Nó rất dễ thôi. Đây.
Tôi làm lại này. Bắt kéo cong xuống. Cái tay phải quấn lại. Rồi. Cái này các bác dìm xuống dưới cũng được này. Không dìm xuống trên được. Nó quấn lại thành hình tròn luôn. Đây nha các bác nhá. Thấp xuống. Phải cuốn lại thành vòng tròn này. Rồi. Như vậy đã hoàn thành nhá. Các bác đưa vào trong cuốn. Rồi. Đây đã hoàn thành công việc cuốn lại nhá. À, các bác mua hàng thì vui lòng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop nhá. Alo trực tiếp số điện thoại của shop đây. À, về giá của sản phẩm này thì sẽ là 400.000. 400.000 cho một bộ nào ngụy trang như thế này. Nhá, 400.000. 400.000 bao cước về đến nhà này các bác nhá. À, các bác mua hàng thì chỉ việc đặt hàng ấy thì cung cấp họ tên địa chỉ thôi. Shop sẽ không nhận tiền cọc nhá, các bác lưu ý. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Rồi xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.